Mẹ ba chị Hiếu nhớ là hồi thứ năm á, mẹ ba chị Hiếu làm cái interview. And when mẹ ba chị Hiếu agree để làm á, là mình biết là everyone nghe, phải không? Everyone nghe cái interview của mình. So hôm nay xin muốn chơi cái interview của mẹ ba chị Hiếu lại. So just nghe. And vậy thôi. Mẹ chỉ hôn bà ngoại có một lần thôi. Tức là khi mà bà ngoại bệnh á, thì cái người hàng xóm phone mẹ, mẹ chạy vô lúc đó là mấy giờ sáng, mẹ nghĩ là 4-5 giờ sáng gì đó. Thì mẹ vô thì mẹ thấy bà ngoại ngồi đó, bà ngoại khóc. Thì lúc đó mẹ khóc. Thì mẹ chỉ biết là ôm bà ngoại. Mẹ ôm bà ngoại, mẹ hôn bà ngoại. Chỉ có một lần thôi cho tới khi mà bà ngoại chết. Mẹ không biết tại sao mẹ rất là thương bà ngoại. Mẹ biết bà ngoại thương mẹ nữa. Nhưng mà có thể là cái lối thương con ở bên Việt Nam không có bày tỏ ra cho người con biết. Thành ra cái người con đó nó quen rồi. Hồi nhỏ mẹ cũng không có hôn bà ngoại giống như tụi con hôn mẹ goodnight. Thì mình quen cái kiểu đó rồi, cho tới lớn lên mẹ cũng không có hôn bà ngoại luôn. I guess I just don't remember it too much because I was pretty young too. But I just know mom and dad weren't home that often because they would always go to work, and then I would just hang out with grandma and grandpa. Especially that was before I got to go to school. Just know every time that I would get upset at mom for like making me do math or something, I'd run up to our grandparents' room and hang out there because it felt like a safe space. I can't remember specifics, but that happened a lot where she'd try to make me like do math or like sit down and learn some words that I didn't give a shit about. And then I would just run up to grandma's room and like, I don't know, like huddle in her bed and they're like watching the Titanic or something inappropriate that I shouldn't have been watching. And that's how I learned how sex happened. Guess just out of all the people that I've lost in my life, like they were probably the most important. And they were also the first deaths that I experienced. So that's always something that changes someone. I don't know if it's specifically them, but then it's also like first time you experience loss in your life, and it just happened to be some very important people. But I guess I just remember there are certain nights where I just think about grandma, and then I would just cry about it still, like years later. But I guess you're never really finished mourning anyways, so it's not that big of a deal, I don't know.
Bà dạy cái next day sao? Next day bà dạy thì bà cứ bà không hiểu, bà cứ nghĩ là tại sao mình không ở lại thôi, vậy thôi à. Bà tự trách mình nó tại sao mình mà ở lại đây, ở lại lâu thêm chút nữa. Thì bữa đó là ba khoảng chừng 7 giờ cái mẹ phone cho ba. Mẹ phone nói là chú Thạch không có bình thường. Thì ba mới chạy ra, ba thấy chú Thạch đi bộ đó. Ba kêu chú Thạch leo lên, leo lên, leo lên. Chú Thạch không chịu leo, nhưng mà ba nói một hồi chú Thạch leo lên. Thì khi mà ba trở về chỗ building chú Thạch ở đó là hầu như cũng tối lắm rồi. Ba không biết mấy giờ nhưng mà tối rồi. Nhưng mà ba không hiểu sao làm như là tự nhiên ba muốn đi về. Cái bà lại bà nói chú Thạch mà ba rất muốn là đi về mà ba không hiểu sao. Lúc đó bà nói chú Thạch ok bây giờ mày ở đây. Thì lúc mà trước khi ba về ba check hết rồi ba, nhưng mà cái cửa balcony ba khóa lại. Mày ở đây à, còn 15 phút nữa là thằng Khoánh nó về. Nhưng mà ba có điện cho con Khoánh. Khoánh nó nói em trên đường về. Ba mới đi về, ba vừa về nhà xong ba tắm á, thì Khoánh phone khóc quá trời, nói là anh Thạch nhảy lầu chết rồi. Mà cảm còn như bà tự nhiên bà muốn xỉu luôn, và cái chừng bà muốn đi không nổi, bà khóc quá trời, khóc ngon lành luôn, khóc quá trời luôn. Bây giờ nhiều lúc bà nghĩ nếu mà ba stay 15 minutes more, bà nghĩ chứ thật không có mất. Nhưng bà nghĩ hoài bà không biết, bà nghĩ chắc cũng lỗi của ba một phần. Mom and dad feel like they were more involved in your life than they actually were. Well, they were. They just weren't there. They were busy like making that cash money so we can have a better life. They just weren't physically there. But I know they were out like working hard and shit. But I guess for a while I was upset that they weren't trying hard enough for something, but I don't know, everyone's doing their best, and I also need to try, and we need to meet at some middle ground. I can't just expect other people to do the work in a relationship. Ông ngoại bao giờ không? Đó là cái sự hối tiếc của mẹ. Mẹ không biết tại sao nữa, mặc dù mẹ rất là thương ông ngoại với bà ngoại. Lúc mà ông ngoại bệnh, trước khi ông ngoại chết đó, mẹ gần gũi ông ngoại nhiều lắm, ban ngày cũng như ban đêm. Nhưng mà mẹ không biết tại sao mẹ chưa có hôn ông ngoại. Không phải là tại mẹ không thương ông ngoại, nhưng mà làm như cái đó là cái thói quen của mẹ lớn lên từ ở bên Việt Nam. Bà đã feel guilty là ba chỉ nói chuyện với Sưng thôi. Sưng hỏi bà nói thôi. Chứ chưa bao giờ bà tự nhiên nói ra như vậy.
Không, mẹ không có nói ai hết. Bây giờ mình thì mẹ có muốn hôn cũng không có được, tại vì ở ngoài không có còn nữa. Thì lúc đó mẹ rất là tiếc. Mẹ rất là nhớ, Xuân Xuân nhắc mẹ về nhớ ông ngoại bà ngoại nhiều lắm. Do you think they know how much their death affected you? Probably not. Because they... Because I don't talk about it. We don't talk about it. And... It was so long ago. Guilty forever, luôn. Tới bây giờ bà vẫn còn feel guilty. Thì lúc nào lâu lâu bà buồn vậy thôi. Quên rồi bà có nằm mơ thấy chứ. Bà nghĩ tại lâu lâu bà nghĩ á, cái nó đi vô cái brain của mình nghĩ mình thấy chứ. Lâu lâu thấy hoài. Thấy chứ thật chứ ba đi chơi thấy ông nội bà nội vậy đó. Dạ, ba thấy chứ thật chưa? Ba thấy chứ thật, chứ thật không nghĩ là chứ thật chứ. No. At one point you just realize your parents are just people too, who are also just scared of things and have their own ambitions and goals and their own fears. And I can't be mad at them for just being human. Are you not going to give us any tissues? Because I have so much snot on my arm. It's disgusting. Oh, up. Now here they have it over there, Michelle. Yeah. I knocked the microphone over. Is that okay? When I was hugging my mother. Thank you. Here you go. We need the whole box. Why you let everybody cry about it? Because it's a bad prank show. I don't know if you guys understand whatever we're talking about. We understand you.